Này phim hay quá anh ha. Đúng rồi. Ơi, bà đi đứng kiểu gì vậy? Đổ hết của tôi rồi. Tôi xin lỗi cô. Dạ, của cô đây ạ. Bà bị điên hả? Nó rớt xuống đất rồi bà còn đưa tôi nữa. Thôi mà em. Thôi cái gì mà thôi. Thôi hay là để tôi mua cái khác đền cho cô ạ. Nhìn bộ dạng của bà, trong túi có mấy đồng mà bà đặt đền? Ngoại tôi không có, nhưng tôi có. Ngoại có sao? Nãy giờ ngoại đi tìm con mà không thấy. Giờ con nói ngoại đợi con ở trong xe mà sao con ngoại không đợi? Tại ở trong xe mới lạnh, ngoại không quen, cho nên ngoại đi ra. Ngoại tôi thiếu cô bao nhiêu tiền? Ngoại làm rớt cái này của cô à. Con mua cái này đền cho cổ đi. Em mua cho anh 10 ly cà phê ra đây cho anh cả nhé. Thôi để em mua cái khác cũng được ạ. Giờ mình về thôi ngoại. Hằng đầu đỡ chinh đi nhà bí thiên khai cầu kỳ đi hay đeo cô. Nà xin xây nguyên.